Chào các bạn. Trong bản video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách xem các video có phụ đề trên YouTube với chức năng mở văn bản phụ đề nhằm giúp cho việc học tập sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta bắt đầu nhé. Trong ví dụ của chúng tôi, đây là một video tiếng Pháp trong khóa học trực tuyến tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp. Tôi sẽ đưa video này sang chế độ toàn màn hình. Video có 3 phụ đề là tiếng Pháp và tiếng Việt là 2 bộ phụ đề do chúng tôi đã tạo ra. Có thêm phụ đề thứ 3 là tiếng Pháp tự động tạo ra bởi YouTube. Ở đây là tôi sẽ chọn phụ đề tiếng Việt. Alors, nous allons prendre le premier module. Je vais vous raconter une histoire sur le start-upper. Alors, cette histoire, c'est je l'ai repris, je me suis... Tuy nhiên, nếu bạn hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp, việc hiện lên phụ đề tiếng Việt theo từng dòng một khá bất tiện để hiểu được nội dung của người Pháp đang nói. Vậy, một cách dùng phụ đề hiệu quả hơn là dùng chức năng mở văn bản phụ đề của YouTube. Lúc đó, bạn sẽ có thêm một cột bên phải video với trên một chục dòng văn bản cho phép bạn hiểu được nội dung được đề cập đến một cách dễ hơn. Muốn dùng tính năng mở văn bản phụ đề, chúng ta cần phải xem video trực tiếp trên YouTube. Để làm như vậy, trên thanh điều khiển video, chúng ta nhấn vào biểu tượng YouTube để mở video trực tiếp trên kênh YouTube. Video trên YouTube sẽ được mở trong một cửa sổ mới. Ở phần dưới bên phải của video, bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm để hiện lên danh mục một số hành động. Trong danh mục đó, bạn chọn Open Transcript và một cột nội dung sẽ xuất hiện bên phải của video. Ở phần dưới, bạn có thể chọn phụ đề nào muốn được hiện lên theo văn bản phụ đề. Và ở đây, tôi sẽ chọn Vietnamese, tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ phát tiếp video. Le monde un peu des startups, c'est le monde où on s'entraide, où il y a des partages de documents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. Hein. Bạn thấy si là các phụ đề tiếng Việt sẽ hiện lên tùy theo mức độ nói chuyện trong bản video. Et effectivement du business model. Vậy, bạn có thể nhận ra rằng hiện lên văn bản phụ đề theo cách như tôi vừa mới hướng dẫn sẽ giúp bạn tiếp thu tốt hơn nội dung mà thầy Jean-Philippe đang chuyển qua, có phải không? Như thế, việc học tập của bạn thông qua xem các video của khóa học có thể sẽ hiệu quả hơn. Chúng tôi mong rằng bản video này đã có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và quan tâm đến video của chúng tôi. Thank you.